Thì cả nhà có quan tâm đến một cái người, một anh chị mà đã làm thành công trong Amway thì thực tế là họ đã được trải nghiệm như thế nào, hay là họ đã có những cái giá trị thực tế như thế nào, thì cả nhà có quan tâm để lắng nghe chia sẻ của những anh chị đã thành công ở trong Amway không ạ? Cả nhà có muốn nghe không ạ? Nếu cả nhà muốn nghe, hãy cho em xin một tràng thật dài số 3 để chào đón một diễn giả nổi tiếng ở trong hệ thống CA của của chúng mình ạ. Vâng ạ, một tràng số 3 thật dài ạ. Khi nào mà đội nhóm của chúng ta thể hiện năng lượng, sẵn sàng để lắng nghe những chia sẻ của chị thì em sẽ mời lên đây. Vâng ạ, một vị diễn giả hiện tại là đang thành tích là Founder Platinum. Trước chị hiện tại chị đang sinh sống tại Hà Nội và quê gốc nếu em được biết không nhầm là ở Quảng Bình ạ. Quảng Bình, Quảng Trị ạ. Vâng, vùng đất miền Trung rất là có gió đúng không ạ? Nắng và gió. Thế nhưng mà khi mà chị ra học và làm việc tại Hà Nội thì chị đã công tác lại cũng rất là một cái duyên là chị là một vị lãnh đạo có tiếng ở trong hệ thống BIDV chúng em là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Vâng ạ. Chị nguyên là giám đốc một phòng giao dịch của BIDV Hoàn Kiếm. Rất là uy tín và rất giỏi. Đó. Thế nhưng mà lý do vì sao chị bây giờ đã dành 100% thời gian để chị làm kinh doanh Amway toàn thời gian luôn đấy ạ. Vâng ạ. Cả nhà có muốn biết lý do vì sao chị quyết định sang kinh doanh Amway, và cả nhà có muốn biết những giá trị mà chị đã nhận được khi chị thành công trong Amway không? Vâng, em xin mời chị Quỳnh Trang ạ. Vâng ạ, cả nhà xin cho một tràng số 3 dài thật dài để chào đón chị Quỳnh Trang ạ. Xin cảm ơn em xinh xinh đẹp ạ. Cũng là đồng nghiệp cũ của Trang đúng ạ. Chào chị Trần Hiền. Xin chào tất cả các anh chị, các cô bác có mặt ở trên Zoom ạ. Và hôm nay thì Trang cũng rất là vui khi lần đầu tiên được giao lưu với đội nhóm của chúng ta. Và để được cái duyên này thì Trang cũng cảm ơn lãnh đạo Sĩ Tùng đã có lời mời Trang để được giao lưu cùng các anh các chị. Không rất biết là trên cái Zoom các anh các chị có nghe rõ Trang nói không ạ? Cho Trang xin một tràng like số 21 đi ạ. Ok ạ. Các cô chú, các anh chị thì chắc thì cũng không phải không nhiều người biết của chị biết về Trang đúng không ạ? Bởi vì Trang cũng là không phải là thường xuyên sinh hoạt cùng với đội nhóm mình. Tuy nhiên là trong Amway thì Trang thật sự cũng rất là vui, bởi vì khi mà Trang vào Amway đi tìm hiểu Amway, Trang cũng nhận được cái sự giúp đỡ, cái sự người ta gọi là chia sẻ từ rất là nhiều lãnh đạo của các đội nhóm, và từ đấy mình cũng có niềm tin hơn. Và hôm nay Trang cũng rất là vui khi được lên đây để chia sẻ cái câu chuyện của Trang. Và Trang xin phép chia sẻ slide cả nhà nhé. Trước khi vào giao lưu thì Trang xin phép được giới thiệu về bản thân một chút ạ. Thì cũng như mọi người thì xin lỗi là Trang thì xin Trang tên là Trần Thị Quỳnh Trang, và Trang cũng như chị Hiền nói, Trang là một người con của Quảng Bình, miền Trung. Và Trang ra đây thì Trang học đại học, và sau đấy thì Trang ở lại công tác luôn. Thì Trang vốn dĩ là dân tài chính ngân hàng, Trang học khoa tài chính ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, và sau đó thì làm thạc sĩ tại Học viện Ngân hàng, và học đúng ngành và ra trường làm đúng ngành. Và Trang có 13 năm công tác trong ngành ngân hàng trước khi Trang toàn thời gian cùng với kinh doanh Amway. Đó. Và thì cũng cái hình ảnh này thì chắc những người đồng nghiệp cũ của Trang, ví dụ chị Hiền, thì sẽ rất là quen thuộc đúng không ạ? Bởi vì khi Trang làm ngân hàng thì Trang thực sự là rất là một người rất là bận rộn. Một cái hình ảnh ở trên này mọi người có thể thấy là đây là hình ảnh chụp lúc 7 giờ 17 phút. Lúc đấy thì vẫn ở ngân hàng, và thật sự là vì Trang làm học đúng ngành, ra làm đúng ngành, nên thật sự là lúc mới ra trường thì Trang cũng là một người rất là yêu công việc. Và thời điểm đấy thì mình, khi mà mình vào công việc mình làm ấy, thì mình cũng rất là tâm huyết và mình rất là gọi là rất là say mê. Cho nên là 7 giờ hay 8 giờ thì lúc đấy Trang vẫn ở cơ quan và làm việc rất là chăm chỉ. Tuy nhiên thì khi mà mình làm việc ấy, mình chỉ tập trung vào việc mình làm việc thôi. Thì đến một ngày thì khi mà mình các vị trí gọi là lên được các cái chức vụ trong ngân hàng ấy, thì lúc đấy thì cân nặng nó cũng sẽ là tỷ lệ thuận cùng với
cùng với cái chức vụ của mình, và cùng nữa là gì ạ, cùng nữa là sức khỏe nó lại giảm đi, đúng ạ. Cho nên là thật sự là cái thời điểm đấy thì mình cũng còn trẻ thôi, bởi vì Trang thực ra Trang trong ngân hàng thì Trang Trang lên lãnh đạo cũng là khá sớm so với các bạn trong cùng cùng lứa tuổi. Tuy nhiên đấy, càng lên cao thì cái cân nặng nó càng tăng và sức khỏe nó càng giảm sút, và đó là cơ duyên mà Trang biết đến Body Key và Trang biết đến Amway. Thì năm 2018, thời điểm đấy là Trang lên đỉnh điểm là Trang lên 69 cân. Mà nó cũng đúng là nghĩa là kiểu là rối loạn chuyển hóa ấy. Bản thân Trang là một người mà làm việc rất là vất vả. Ngân hàng thì mọi người biết là cũng thường xuyên nhậu nhẹt và ăn nhậu. Tuy nhiên Trang cũng khá là mình ăn uống là có kiểm soát, và mình ăn kiêng rất là nhiều. Và mình cũng tập luyện rất là nhiều. Tức là mình đi làm stress nhưng mà mình về mình có tập thể dục thể thao, và mình ăn uống thì cũng không phải là quá là vô độ, ngoài trừ những lúc mà phải đi về ngân hàng. Tuy nhiên là đến lúc mà rối loạn chuyển hóa và cơ thể của Trang đến một ngày đẹp trời nó lên 69 cân. Và thời điểm đấy thì Trang quyết định là phải tìm mọi cách để đưa về cân nặng. Ban đầu thì Trang chỉ sợ là chỉ cần qua 70 cân thì mình sẽ không có con đường quay về. Và cũng chia sẻ với cả nhà, Trang không phải đến năm 2018 Trang mới biết đến Amway, mà Trang được chia sẻ từ năm đâu đấy khoảng 2010 và 2011 gì đấy. Thời điểm đấy Trang làm BIDV cũng là một nhân viên đang nhiệt huyết và được mọi người chia sẻ. Thì khi mà được một người chia sẻ về Amway thì Trang là người từ chối cơ hội ngay từ đầu. Bởi vì thời điểm đấy mình đang đam mê với ngân hàng, và mình chỉ thực ra lúc đấy Trang chỉ nghĩ thế này này, mình học đúng ngành và mình ra đúng làm đúng việc, tại sao mình phải kiếm một công việc khác? Và cái thời điểm đấy Trang cũng không có khái niệm gì về kinh doanh. Trang chỉ bảo nghề nào cũng được, mà chỉ cần mình làm tốt cái nghề đấy là ok, đúng ạ. Nhưng mà đấy, cuối cùng để 8 năm sau Trang mới có duyên để gặp lại cơ hội lần thứ hai. Và trong 8 năm đấy không phải là vì người ta chia sẻ từ năm 2010 mà sau đấy mà Trang Trang không làm đâu, mà trong 2000 đấy người ta bảo trợ Trang 3 năm trời liên tục không thành công, và đến sau này tuyến trên của Trang cũng bảo trợ Trang tiếp tục 5 năm thì Trang mới bén duyên cùng với Amway. Tức là Trang có 8 năm từ chối cơ hội với Amway, mà đến bây giờ thì cả nhà biết là Trang hoàn thời gian toàn toàn thời gian với Amway, Trang nghỉ luôn ngân hàng. Cho nên là hôm nay thì Trang sẽ có một lời khuyên với các anh chị các bạn, mà nếu trên Zoom có là người mới á, thì các anh chị các bạn hãy tìm hiểu cơ hội này một cách nghiêm túc. Nghiêm túc để làm gì? Để khi mình có quyết định làm hay không làm, thì ví dụ như các bạn quyết định làm thì các bạn sẽ làm nghiêm túc, làm sớm để không mất thời gian như Trang 8 năm. Còn nếu các bạn quyết định không làm đi nữa thì các bạn cũng sẽ có lý do về sao các bạn không làm, để sao các bạn không phải tiếc. Chứ còn nếu mà thật sự như Trang, đến khi mà Trang hiểu ra giá trị kinh doanh Amway ấy, thì Trang thật sự là Trang khá là tiếc cái quãng thời gian 8 năm. Bởi vì khi 8 năm mà người biết là 8 năm để xây dựng một sự nghiệp trong ngân hàng là Trang có. Nhưng Trang nhìn lại những người mà cũng 8 năm trong Amway thì họ có kết quả hoàn toàn khác Trang. Và đó là lý do mà Trang quyết định là làm kinh doanh Amway một cách nghiêm túc. Và cả nhà có nhớ là Trang nói là Trang dùng Body Key đúng ạ? Đúng lúc này Trang chỉ là một khách hàng thôi. Và hôm nay thì các bạn ở trên Zoom thì các bạn đều nghe người minh họa, hay là các bạn 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 Tú đúng không? OPP đều ai cũng đến xuất phát từ cái việc là sản phẩm. Thì Trang cũng chỉ là một người dùng sản phẩm. Thời điểm Trang thi Body Key là Trang từ chối nghe cơ hội kinh doanh Amway, mặc dù người bảo trợ Trang cũng cố gắng để cho Trang các thông tin, nhưng Trang chỉ bảo là em không có nhiều thời gian nên em chỉ tập trung vào cái việc giải pháp quản lý cân nặng thôi. Vì lúc đấy em cần là mình cần quản lý cân nặng. Đó, và thời điểm đấy thì Trang rất là may, sau 60 ngày đầu tiên thì Trang tham gia quản lý cân nặng thì Trang giảm được hơn 7 cân mỡ. Và cái sức khỏe, cái cơ thể của mình lúc đấy rất là nhẹ nhàng và rất là khỏe. Cả nhà biết là cả nhà dùng Nutrilite một thời gian mà tầm 60 ngày liên tục ấy, thì cả nhà sẽ thấy sức khỏe của mình rất là tốt. Và chính vì như thế thì Trang mới có niềm tin với sản phẩm. Và Trang quyết định là gì ạ? Trang quyết định là dùng sản phẩm. Đó, tức là sau khi mình giảm cân xong rồi ấy, mình vẫn tiếp tục dùng sản phẩm. Đó. Nhưng mà cũng thật sự là có cơ duyên. Thì ở đây trước hết thì Trang cũng các anh các chị chắc chắn sẽ được ai đó giới thiệu cơ hội kinh doanh Amway này đúng ạ. Và Trang cũng xin phép là xin cả nhà một tràng like số 21 để Trang cảm ơn đến người lãnh đạo của Trang, người đã giới thiệu Trang đầu tiên là gói giải pháp Body Key và sau đấy là bảo trợ Trang trong kinh doanh này, đã kiên nhẫn thật sự là với Trang 5 năm để Trang hiểu ra cả cơ hội kinh doanh Amway. Đấy là lãnh đạo Sapphire Nguyễn Tuấn Minh của Trang ạ. Rồi, cảm ơn cả nhà. Thì cơ duyên đấy, năm đấy thi Body Key thì có một chuyến đi du lịch là Đài Loan giải thưởng, và năm đấy là đội Trang được đứng thứ nhất và Trang được đi cái chuyến giải thưởng này. Và khi đi sang Đài Loan ấy thì thật sự là chuyến đi du lịch mà đi mà miễn phí thì rất là vui rồi cả nhà đúng không ạ? Nhưng sang đấy thì Trang có cơ hội đến thăm Amway tại Đài Loan, và lúc đấy Trang mới nhận ra rằng là những cái gì Trang suy nghĩ về Amway trước đây là không đúng.
Trước đây Trang vẫn nghĩ là đây là một công việc bán hàng, đây là một công việc đa cấp, đây là một công việc đi thuyết phục người Pháp, bla 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 này nọ. Mặc dù đâu đấy tuyến trên của Trang cũng có những cái lúc tế nhị để nói với Trang những cái thông tin mà cần thiết, nhưng Trang từ chối nghe nên đâm ra những cái thông tin này không lọt vào Trang. Nhưng khi sang Đài Loan thì Trang nhìn thấy một cái trung tâm thương mại, ở đây là không phải trung tâm thương mại, xin lỗi, đây là trụ sở chính của Amway Đài Loan. Và ngoài ra Trang đi trên đường Trang gặp rất nhiều cái shop nhỏ, như kiểu Winmart của mình ở đây á. À, Amway ở bên trên đường rất là nhiều và người ta tự vào mua hàng rất là nhiều. Lúc đấy Trang mới nhớ lại là à đâu đấy lãnh đạo của mình có nói rằng là Amway là chuỗi siêu thị. Nhưng mà mình vì mình từ chối nghe nên mình cứ nghĩ là mình không quan tâm nên mình không để ý. Nhưng mà ở Đài Loan thì cả nhà biết là Đài Loan là một quốc gia rất là giàu có và họ thì sản phẩm tốt thì không hề thiếu, đúng không ạ? Và bản tính Trang là một người mà làm ngân hàng, Trang lại làm về mảng tín dụng nên cái độ nghi ngờ của Trang là rất cao. Và với Trang thì cái gì nó cũng phải có bằng chứng, phải rõ ràng thì Trang mới mới lưu tâm, chứ còn nếu mà chỉ nói với Trang bằng lời thì Trang không không để ý đó. Và khi sang Đài Loan thì cả nhà có nhìn thấy không? Sản phẩm thì rất là nhiều rồi, và nhưng mà mọi người có để ý cái hình ảnh bên góc trái ấy, là cái kho hàng ấy, thì thời điểm mà Trang rất ấn tượng bởi vì là Trang được giới thiệu là cứ 3 giây sẽ tự động ra một cái kho đơn hàng, một đơn hàng tự động mà cứ 3 giây một đơn, và cả một cái kho rất lớn đấy chỉ có một người nhấn nút thôi máy nó tự động làm hết. Và mình nghĩ lại ồ cái lượng mua, sức mua của Đài Loan, dân số Đài Loan đâu có nhiều, đúng cả nhà, thế tại sao mà lượng mua rất là lớn như vậy đó. Và đó là những cái điều mà Trang tò mò về Amway. Sau đấy thì Trang lại gì ạ, đi sang Thái Lan đó, cũng như bạn bạn Tú đúng không ạ, bạn chia sẻ là bạn đi đường rất là nhiều nơi, và Trang cũng nghĩ rằng các bạn cũng nếu mà mình có cơ hội thì mình nên đi để tìm hiểu, như Trang là Trang đi đến tận nơi Trang xem ạ. Và mọi người có thể thấy là siêu thị Am Thái thì rất là to, đúng không ạ, và đây là một cái dãy gọi là cái giỏ xe xe đẩy hàng đó. Người ta vào siêu thị người ta chỉ đẩy hàng đi, người ta nhặt hàng, và tôi không thuyết phục ai, tôi cũng không đi bán hàng cho ai cả. Và những cái này là Trang, cho Trang nhận thấy rằng là à trước đây những cái gì mình nghĩ về Amway là không đúng rồi đó. Và sản phẩm Amway nào Thái thì mình sẽ biết là có gạo, có phân bón, đúng không ạ. Nhưng mà cái làm Trang ấn tượng nhất đấy là cái thẻ Visa. Cả nhà biết là Trang làm trong ngành ngân hàng, và Trang thì có một 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 tuần à, xin lỗi, có chỉ tiêu tháng nào mình cũng sẽ phát phát triển, đúng không ạ, 20 khách hàng thẻ Visa chẳng hạn. Nhưng nhà có hiểu không ạ, mình phát hành thẻ Visa là phát hành thẻ Visa cho khách hàng của BIDV. Bây giờ hiện tại Trang đang nghỉ BIDV nhưng khách hàng này họ vẫn tiếp tục quẹt thẻ, Trang không có tiền. Nhưng thời điểm đấy sang Thái, khi mà Trang nhìn thấy cái chữ là đồng thương hiệu giữa Amway và Visa, ngày trước của Trang sẽ là BIDV và Visa, ở đây chị Hiền như làm trung tâm thẻ này chị biết, thì cái thẻ này khi mà Trang phát hành cho khách hàng của Trang chẳng hạn, họ quẹt thẻ. Nếu như Trang không làm Amway nữa đi chẳng hạn, có một lý do gì đấy Trang đủ Trang đi du lịch chẳng hạn, những khách hàng này quẹt thẻ Trang vẫn có được doanh số, được 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 đơn vị Visa trả về cho Amway và Amway trả hoa hồng. Thì lúc đấy Trang nhảy số trong đầu là gì, à tại sao tôi cũng đi phát hành thẻ, tôi không phát hành thẻ cho bản thân tôi lại đi phát hành thẻ cho BIDV. Và chúng chính sau chuyến đi Thái Lan mà Trang nhìn thấy cái thẻ Visa này là Trang quyết định tìm hiểu Amway một cách nghiêm túc. Mà nên cả nhà nên nhớ là để đi từ một cái quyết định là mình có đi tìm hiểu hay không thì đã là một cái quá trình, xong đi tìm hiểu để quyết định có làm hay không thì cũng là một quá trình nữa. Và Trang lúc đấy thì Trang cũng chỉ nhớ là khi mà Trang đi sang Đài Loan về, Trang nói với anh Minh là em thấy Amway có vẻ lớn, em sẽ tìm hiểu, em sẽ có deadline 6 tháng, bây giờ anh bảo em đi đâu thì em sẽ đi đấy. Lúc đấy Trang nói với lãnh đạo của Trang vậy, và nếu 6 tháng đấy ok em sẽ làm, còn nếu không ok thì em nghỉ, thì cũng đỡ mất của thời gian của anh và cũng đỡ mất thời gian của em. Và trong 6 tháng đấy thì Trang cũng đi tìm hiểu khắp nơi. Thực ra đi tham quan Amway Thái Lan này là dựa trên là Trang đi một cái đại hội đó, và cứ các cái đại hội đấy thì Trang cứ đi đó. Đây cũng như khi nãy bạn đấy, bạn 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 Tú chia sẻ đúng không ạ, ở trong Malai thì nào là băng vệ sinh, nào các dầu nhớt rồi các thứ, rất là nhiều thứ đó, thì mình nghĩ là siêu thị mà cái gì nó chả bán, đúng không ạ. Đó rồi, rồi đi các hệ thống tổ chức, đặc biệt là các đại hội thành công. Hồi đấy Trang cũng sao là may mắn đấy, thời điểm đấy khi Trang tham gia là năm bắt đầu tìm hiểu là cuối năm 2018 ấy, thì công ty cũng có rất nhiều chương trình đại hội thành công tổ chức, tại hồi đấy là chương trình gọi là Power Up ở ngay trung tâm ADC, rồi hệ thống của Trang là hệ thống CA và Grado cũng tổ chức rất nhiều đại hội. Và chính một cái đại hội mà Trang thật sự là sau khi đại hội đấy về thì Trang quyết định là sẽ thành công với Amway chứ không phải là cái quyết định làm, đấy chính là cái đại hội kỷ niệm Grado 40 năm tại Thái Lan. Mà cả nhà có biết là cái lúc mà lãnh đạo của Trang mà bảo Trang đi các đại hội đấy thì thời điểm đấy là Trang không phải là lý do đâu, bởi vì Trang nói với anh là Trang đi tìm hiểu nghiêm túc rồi, nhưng mà công việc của Trang là làm ngân hàng, Trang không nghỉ dễ được, thật sự là không nghỉ, không dễ để được nghỉ, cho nên là mình rất là khó khăn để mình đi, nhưng mà mình cứ bảo là thôi cứ cứ đi đã, xong rồi thì về tính tiếp.
thì Trang cứ đi, và chính trong những cái đại hội thành công đấy nhìn thấy cuộc sống của người thành công thì lúc đấy mình mới ra quyết định là mình sẽ thành công cùng với kinh doanh Amway ạ. Đó, và nhờ đi nhiều, nhờ nghe nhiều câu chuyện, nhờ nghe nhiều lãnh đạo chia sẻ thì mình mới nhận thấy là gì ạ? À, cái ngành mình đang làm ấy này là cái ngành xu hướng của thế kỷ 21. Ngày xưa Trang làm ngân hàng cho tự hào không ạ? Tự hào. Tự hào ngành ngân hàng, tự hào với gì ạ? Tự hào với cái ngân hàng của Trang, và ngân hàng của Trang là top 4 ngân hàng lớn nhất Việt Nam đúng không ạ? Gọi là thi cũng chầy chật lắm, cả nhà 3.000 người lấy có 4 người thôi. Đó, thi một cái học viện ngân hàng chỉ lấy 4 người vị trí tín dụng thôi. Cho nên là mình gọi là kiểu gọi là tỷ lệ chọi còn cao hơn đại học để vào để làm ấy, cho nên là lúc đấy mình không hề nghĩ đến cái khác. Nhưng khi đi rồi mình mới thấy là kiểu mình đứng ra ngoài mình mới thấy là gì? Ở ngoài có những thứ mình không hề biết. Và ở đây thì Trang thấy là cái ngành của mình là cái ngành gọi là xu hướng luôn. Đó, và mọi người có thể đọc rất là nhiều cuốn sách hoặc là nghe những người nổi tiếng, ví dụ như ngài Bill Gates, mọi người còn nói là nếu cho tôi được một cơ hội có thể bắt đầu lại, tôi sẽ lựa chọn kinh doanh theo mạng. Và thật sự ngày xưa mình nghe từ kinh doanh theo mạng thì mình cứ nghĩ là nghe kinh doanh theo internet, chứ chẳng không hề biết là kinh doanh theo mạng lưới. Đó, mình không hề biết về kinh doanh này luôn, mặc dù mình học về ngành kinh tế. Đó. Và về công ty thì khi nãy bạn bạn Tú bạn có nhiều thông tin rất là tốt rồi đúng không ạ? Amway là đứng thứ 44 trong top 100 doanh nghiệp lớn nhất nước Mỹ. Thì lúc đấy mình bảo ồ, mình chỉ làm công ty ngân hàng thứ tư của ngành ngân hàng của Việt Nam thôi mà. Công ty của mình đến thứ 44 của Mỹ cơ mà. Tại sao mình không quan tâm đúng không ạ? Rồi, Amway Việt Nam, Amway của mình là gì? Là top đầu trong cái ngành của mình. Đó. Thì rõ ràng khi đi thi thì vì sao mà ngày xưa Trang mới vào là Trang làm một cái ngân hàng bé, sau đấy BIDV thi tuyển là Trang thi vào ngân hàng lớn, tức là gì, bản thân mình đi làm thuê là mình cũng muốn vào chứ ngân hàng tốt, ngân hàng lớn để làm, và khi mình làm đối tác mình được làm với công ty số 1 rồi đúng không ạ, thì đó là một cái sự lựa chọn rất là tốt đúng không ạ. Rồi nào là Amway Việt Nam đúng không, cả nhà có thể thấy là Amway Việt Nam đây là cái ảnh Trang lấy năm 2010 à 22 là mình top 11, và bây giờ mình đã top 10 Amway toàn cầu trên 100 lĩnh vực quốc gia. Rồi công ty đúng không ạ? Thay vì trước đây phải đi sang Thái, sang Malaysia để xem siêu thị thì bây giờ các nước bạn đến Việt Nam check-in rất là nhiều rồi cả nhà. Siêu thị Hồ Chí Minh, siêu thị Cần Thơ, siêu thị ở An Giang, Tây Ninh hay là Hải Phòng, các siêu thị đều rất là đẹp rồi. Đó. Và về sản phẩm đúng không ạ? Thực ra nếu mà không vì sản phẩm thì Trang cũng chưa chưa nghĩ là Trang sẽ tìm hiểu Amway đâu. Bởi vì thật sự là sau 60 ngày nghiêm túc sử dụng sản phẩm, lúc đấy Trang thi body key, Trang dùng rất là nghiêm túc và Trang chỉ tập trung về việc quản lý cân nặng thôi. Nhưng không nghĩ là sau 60 ngày mình lại bo nốt cho mình một cái cơ thể mà gần như là thay đổi từ trong ra ngoài. À, Trang đi khám sức khỏe đúng cái dịp đấy và cơ thể của Trang chỉ số, cơ thể của Trang rất là tốt. Và Trang tốt nhất trong mười mấy năm Trang làm ngân hàng luôn, 10 năm. Và Trang rất là bất ngờ và chính vì thế là sản phẩm đã thuyết phục Trang. Và khi kinh doanh thì lúc của Trang nhìn lại thì mình kinh doanh một cái công ty mà toàn là top 1 toàn cầu. Đối đối với người mới mình nói cái top 1 họ cứ nghĩ là mình kiểu mình nói quá ấy cả nhà. Ok đúng ạ, nhưng mà mình không thể không tự hào đúng không ạ. Mình có máy lọc nước bán chạy số 1 toàn cầu, mình có máy lọc không khí bán chạy số 1 toàn cầu, mình có dòng dinh dưỡng bổ sung bán chạy số 1 toàn cầu, mình có dòng gì ạ, mỹ phẩm top 5 toàn cầu. Cho nên là những cái dòng sản phẩm này là chưa kể là gì ạ, thuần chay hữu cơ, cái gì mà trend trong cái bây giờ tốt nhất như bây giờ thì mọi người đều đều biết là sản phẩm của Amway của mình là rất là tốt đúng không ạ. Và ngoài ra thì vào trong một cái là cơ chế hoa hồng trả thưởng, thế cái này các bạn Tú bạn có nói rồi thì Trang rất thích là gì? Minh bạch rõ ràng và công bằng. Trong truyền thống thì cả nhà đều biết là cái người mà làm việc nhiều nhất chưa chắc là người lương cao nhất, và thậm chí là có những cái thiệt thòi rất là rõ ràng, không có sự công bằng trong cái kinh doanh truyền thống đó. Nhưng mà ở đây thì Trang rất thích bởi vì nó rất là công bằng, chính cái giá trị công bằng mà giá trị Trang rất là lưu tâm. Khi nghe về hoa hồng ấy, cả nhà tưởng tượng là Trang dụ Trang tìm hiểu mà đến mấy tháng sau Trang mới được nghe hoa hồng lần đầu tiên. Nhưng khi hoa hồng Trang không quan tâm là số tiền nó bao nhiêu, Trang xem cái cách tính ý, nó có logic hay không thôi. Thì Trang rất sự là Trang rất là thuyết phục với cách tính của hoa hồng của Amway. Đó, nếu cả nhà muốn tìm hiểu kỹ hơn thì cả nhà hỏi lại các cái anh chị hướng dẫn cả nhà đúng không ạ? Cả nhà sẽ thấy được rằng là giá trị cái hoa hồng của Amway rất là công bằng. Và quan trọng nhất là tự mình quyết định thu nhập. Ngày xưa Trang làm lãnh đạo mà, Trang là ngồi hội đồng xét lương ấy. Và Trang thấy cứ lôi từ người ra để xét để nâng lương, mà trong khi kiểu ý là các cái chỉ số gọi là định tính định lượng nó có rồi, nhưng mà chính là các yếu tố định tính nó quyết định rất là nhiều. Nhưng mà ở trong Amway gì ạ, các bạn làm bao nhiêu như thế nào các bạn sẽ được bấy nhiêu đúng không ạ. Khi nãy bạn Tú còn nói đến cái chuyện gì ạ, các bạn vào sau vào trước không quan trọng, bạn nào nỗ lực nhiều hơn thì tiền nhiều hơn đó, Trang thích về vậy. Và cái quan trọng nhất là gì ạ, không giới hạn đúng không ạ. Và đây chính vì cái cuộc sống của những người thành công mà mình thấy được rằng là hờ vào Amway á thì Trang rất thích là gì, họ có cuộc sống thành công toàn diện, tức là không phải chỉ về tiền. Nếu mà truyền thống thì lúc nào mình chỉ quan tâm là mình ai làm nhiều tiền hơn ai thôi, còn sức khỏe hay gia đình hay là các cái yếu tố khác thì mình không quan tâm.
Nhưng vào Amway thì các bạn sẽ thấy là cái bánh xe của mình từ nhỏ, có thể ban đầu mình rất là nhỏ, là mình chỉ có một xíu tiền, mình mới có một xíu sự nghiệp, mình có một xíu giải trí rất nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà từ cái nhỏ đấy xong rồi dần nó to dần lên, và nó to rất là đều đó. Mà bánh xe gì ạ, phải to đều, phải to à, phải tròn thì nó mới lăn được, đúng ạ. Đó, và các giá trị, những cái gì mà mình vào trong Amway và mình nhận được thì cái đấy là cái mà giữ lại mình lâu nhất, đúng ạ. Và giá trị đầu tiên Trang thích đó là giá trị tự do làm chủ. Thực ra là hồi đầu đấy mình chỉ là làm công thôi, không có nghĩ gì về kinh doanh, nhưng sau một thời gian làm công mệt rồi, cả nhà chắc chắn sẽ được nghe về kim tứ đồ, đúng không ạ, thì cả nhà sẽ có xu hướng là chúng ta sẽ làm tư một cái gì đấy, và chúng ta coi đấy là làm chủ. Nhưng chúng ta không biết là khi chúng ta bước chân sang làm tư là gì ạ, chính cái công việc đấy chính là làm chủ lại cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà khi Trang làm Amway, Trang thích là gì ạ, Trang Trang thích là vì mình sẽ gì ạ, mình có được doanh nghiệp riêng, nhưng mà mình là gì, không cần kinh nghiệm được hỗ trợ, là mình được hỗ trợ về pháp lý, bởi vì Trang làm ngân hàng nên khi thẩm định về pháp lý Trang rất là kỹ, và Trang biết để đảm bảo được cái pháp lý, pháp luật của Việt Nam rất là khó khăn, nhất là đối với các doanh nghiệp nhỏ hay là các cái doanh nghiệp tư nhân đó. Mọi người biết là các cơ quan ban ngành, từ thuế rồi đầy đủ các phường sở rồi thị trường các thứ rất là vất vả, đúng ạ. Và Trang thích là làm việc bất cứ đâu, và quan trọng nhất là gì ạ? Lựa làm chọn làm việc, làm cùng với ai, thích làm với ai thì làm người đấy, đúng ạ. Thì cả nhà có hiểu là ví dụ như là hôm nay cả nhà được ai mời đến ấy, thì hãy cảm ơn người đấy, vì Trang tin chắc rằng người ta quý bạn thì người ta mới mời bạn vào. Còn như Trang chẳng hạn nhé, nếu mà Trang không thích cái người đấy thì Trang sẽ sẵn sàng sẽ không bỏ từ chối bảo trợ trong Amway. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình đi làm công mình đã phải làm ngồi việc với những người mà có thể mình không thích rồi, đúng không ạ, thì đi làm chủ thì tại sao mình phải lựa chọn mình làm việc với những người mình không thích nữa. Cho nên hãy cảm ơn cả nhà nhé, hãy cảm ơn cái người mà đã giới thiệu mình cơ hội kinh doanh này. Đây ạ, giá trị đầu tiên là gia đình. À, khi đấy bạn Tú có nói là mẹ bạn Tú là người kinh doanh cùng và minh họa sản phẩm, đúng ạ. Thì Trang cũng vậy. Khi mà Trang vào Amway, Trang là một người tìm hiểu Amway nghiêm túc, và khi tốt phát là Trang đầu tiên Trang chia sẻ với em gái Trang, em ruột Trang cũng làm ngân hàng BIDV, và bạn Trang cũng rất là may là Trang đưa bạn được đi sang chương trình Grado Thái Lan, mà hồi đấy đi là hai chị em là đi chơi là chính, và đi tìm hiểu theo cái hướng là gì, nếu mà tốt thì cùng làm, không tốt thì thôi cả hai chị em khỏi phải làm. Bởi vì tính Trang là Trang Trang hơi hơi cẩn thận, thì Trang bảo là em đi với chị để có một cách nhìn khách quan hơn ở bên ngoài. Thì tính Trang là Trang phải phải có cái sự biện chứng á, thì có người trong người ngoài để mình thấy cho nó khách quan, không người mình nghĩ là mình vào đây thì mình nghe một chiều nó không chính xác. Thì khi hai chị em đi trong chương trình đấy về thì hai chị em đều quyết định là kinh doanh cùng với Amway. Và chương trình đấy là tháng 10, 11 gì đấy năm 2018, thì tháng 3 năm 2019 là bạn Trà bạn nghỉ việc luôn, và bây giờ bạn ấy cũng là một founder Platinum. Và Trang thì sau bạn Trà 1 năm thì Trang nghỉ việc đó. Và Trang, mọi người có thể nhìn thấy cái bức ảnh bên trái đây là chồng của Trang. Chồng của Trang cũng làm ngân hàng cùng với Trang, cùng cơ quan. Và trước đây thì hai vợ chồng làm cùng nhau, đi làm cùng nhau, đi về cùng nhau, nhưng mà hai phòng ban khác nhau. Và phòng ban khác nhau thì ạ, stress bên này một, bên kia cũng một rồi gì ạ. Về ăn cơm với nhau thì stress sẽ double lên, gấp đôi lên. Nhưng mà khi làm Amway cùng với nhau thì rất là vui vẻ. Đó. Và bức ảnh dưới này thì cả nhà có thể, đây là tuyến trên của Trang này, anh áo trắng bên trái. Còn đây là bạn trai em ruột. Đây là mẹ chồng Trang áo đen. Xong đây là mẹ đẻ của Trang. Sau lưng Trang lại một đứa em ruột khác nữa, và sau lưng Trang nữa là một em con dì ruột của Trang. Thì tất cả các bạn này đều đang hiện tại đang phát triển trong Amway. Thì như mẹ chồng của Trang là Bron, hay là bạn 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 em con dì của Trang thì bây giờ cũng là Gold rồi. Đó, tức là các cả nhà khi mà Trang đã tìm hiểu kỹ rồi về thì Trang chia sẻ với cả nhà. Tất nhiên là cả nhà ơi, vì lúc đầu chia sẻ thì người nhà cũng không không tin tưởng lắm đâu. Nhưng bản thân Trang là một người kiểu Trang rất là kỹ, và Trang Trang nói cái gì Trang cũng có cái thông tin của mình và Trang đưa ra, và cuối cùng là mọi người cùng đi tìm hiểu với Trang và mọi người cùng quyết định làm đó. Đây, và chắc đó là Trang thích là gì trong Amway, đi du lịch. Và chuyến đi này như anh Sĩ Tùng cũng đi đây, thì Trang đưa được mẹ đẻ của Trang và mẹ chồng của Trang đi cùng chuyến đi này đó, và rất là vui, đúng không ạ. Và đi với Amway thì cả nhà biết rồi, mình mà đi đưa bố mẹ đi chơi thì mình chỉ mua vé và đến đi chơi thôi, còn đi với Amway là gì ạ, công ty lo luôn cả chương trình vui chơi giải trí cho tất cả các độ tuổi, đúng không ạ, từ các em bé cho đến người lớn tuổi, nên mình đi với Amway mình vui lắm đó. Mình đưa, và ngoài ra thì trong Amway thì thật sự là Trang thấy là được một cái giá trị là tất cả mọi người trong Amway khi kinh doanh cùng nhau đều coi nhau là một gia đình. Ở đây Trang gặp được nhiều mối quan hệ mới rất là tốt, và các anh chị đều rất là quý. Thật sự khi mà đi làm truyền thống á, thì ngày xưa nghe đến Amway mọi người bảo là đi làm Amway chắc là mất hết bạn, nhưng Trang thấy thật sự là Trang có nhiều bạn hơn, mà nhiều bạn chất lượng hơn. Và nếu mà truyền thống mọi người tìm được một cái một hai người gì đấy mà gọi là để gia đình như gia đình của mình ấy, thì rất là hiếm. Nhưng vào đây thì Trang có rất 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 nhiều người mình coi nhau như gia đình, và điều đấy là Trang rất là trân quý trong cái ngành kinh doanh này đó. Và hy vọng
Đó, đây là những cái bạn mà Trang đã hỗ trợ. Thực ra là cái ảnh này Trang chưa cập nhật, bây giờ thì nó sẽ gấp đôi như thế này rồi. Và các bạn này là hầu như là đều làm ngân hàng cùng với Trang. Các bạn này hầu như là BIDV hết á. Và bây giờ các bạn full time cũng rất là nhiều, thì các bạn này đều danh hiệu từ Silver và Gold trở lên. Thì khi mà mọi người cứ nghĩ rằng là hy vọng là cần dành cho những cái người mà người ta gọi là bị một cái gì đấy gọi là không không ổn, hay là dưới đáy xã hội hay cái gì đấy mới cần sự hy vọng, nhưng mà cả nhà không biết đâu. Bọn Trang là những người đi làm công á, cũng là cái kiểu người mà gì ạ, đi làm là cứ sáng xách cặp đi và tối xách cặp về và không nhìn thấy tương lai đâu. Và mình chỉ nghĩ là gì, có tiền để tiêu sống qua ngày và có nhiều tiền một chút để mình có thể đi thêm một chút, đưa gia đình đi một hai 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 lần du lịch trong một năm, thế là đủ. Chứ người Trang cũng không hề có một cái hy vọng gì về tương lai cả. Nhưng thật sự vào trong Amway thì Trang nhìn thấy con đường tương lai Trang rất là rõ ràng, và không chỉ nhìn thấy tương lai của bản thân mình mà nhìn thấy được tương lai của toàn bộ gia đình mình, cũng như mình có thể giúp đỡ được những người xung quanh họ có thể làm được việc đấy. Và Trang rất thích câu nói của ngài Jay Van Andel, nhà đồng sáng lập Amway, đúng không ạ, là Amway được xây dựng dựa trên khát khao của những người muốn nắm bắt cơ hội và đạt được ước mơ của mình. Điều này khác biệt, không phải là dựa trên những người có tiền, dựa trên những người có quyền, mà dựa trên chỉ cần có muốn nắm bắt cơ hội và đạt được ước mơ thôi. Và bản thân vào Amway thì cả nhà đều nghe một từ ước mơ rất là nhiều. Nhưng trước đây ở bên ngoài thì lúc mới ra trường thì nhiều ước mơ, nhiều hoài bão lắm đó cả nhà. Nhưng làm sao 10 năm thì không biết được ước mơ của mình bay đi đâu hết á. Đến lúc mà chỉ có ước mơ nhỏ nhỏ là gì? Thôi giá như được nghỉ vài ngày, nghỉ 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 ngơi cho nó khỏe thôi, đúng không ạ? Nhưng mà vào Amway thì cả nhà thì thấy là mình có rất nhiều ước mơ và mình từng bước mình thực hiện được. Và đây là chuyến tưởng thưởng, những chuyến tưởng thưởng Trang làm với Amway à. Trang được có cùng Amway. Sorry, hình như cái này của Trang hơi bị trôi chữ một chút. Trang làm Amway tìm hiểu là cuối năm 2018. Chuyến Đài Loan là chuyến đầu tiên Trang đi. Trang lúc này cũng vẫn là khách hàng cả nhà nhé, là đi đi tưởng thưởng thôi. Thế nhưng mà những cái chuyến du lịch mà Trang được đi tưởng thưởng cùng với Amway nó nhiều hơn 13 năm Trang làm ngân hàng. Và trong 13 năm Trang ngân hàng, Trang cũng đi nước ngoài là Trang tự đi, Trang tự tiết kiệm tiền Trang đi, cho Trang chưa đi đi được kiểu những nước như Mỹ hay là New Zealand hay là Nhật đâu. Và chính nhờ trong Amway thì Trang được đi được chuyến đi này, thì Trang sẽ share với cả nhà những hình ảnh của Trang. Đây là chuyến tưởng thưởng đầu tiên khi Trang đi Đài Loan, và lúc này Trang nói lại Trang vẫn là khách hàng, chỉ là một người quản lý cân nặng thành công thôi. Mình giảm cân là giảm cân cho mình, đúng cả nhà. Có cái mục tiêu, có cái động lực thôi để mình tham gia thôi. Nhưng mà khi mà đi vào đây thì mình được đón tiếp như kiểu những người mà rất là chính khách ấy. Cả nhà biết cái nhà ăn mà Trang đang chỉ đây là nhà ăn của bà Tống, nhà hàng của nhà bà Tống Mỹ Linh, vợ của ông Tưởng Giới Thạch. Thì cái nhà hàng này chỉ chuyên tiếp khách chính khách thôi. Vào đấy thì ảnh nào của Bill Clinton, nào của những người nổi tiếng như ban nhạc The Beatles hay là các thứ thì đều treo trên tường rất là nhiều. Và mình được ngồi vào đấy ăn, và mình được đối đãi rất là sang trọng, đúng không ạ? Và mình lúc đấy mình cảm thấy ồ, mình làm 10 năm ngân hàng mình chưa được như thế này đâu. Đó. Rồi là đi những chuyến đi trong nước, đúng không ạ? Đi trong nước, đây là chuyến Trang đi Gold này, rồi Trang đi Platinum này. Đó. Thực ra thì Trang đi với Amway cũng rất là nhiều nước, cũng cả tự đi bên ngoài, nước ngoài cũng rất là nhiều, nhưng Trang vẫn thấy là Việt Nam mình là một nơi mà khách sạn rất là đẹp. Nếu mà cùng khách sạn 5 sao thì khách sạn Việt Nam mình rất là đẹp cả nhà, bởi vì là khách sạn của mình là mới, mới về sau. Đó. Đó, rất là đẹp. Rồi trong kinh doanh thì công ty luôn hỗ trợ mình bởi các ngành hàng. Thì với ngành hàng Atichi thì Trang cũng được là chuyến đi du lịch ở ở Phú Quốc về ngành hàng Atichi. Và Trang cũng thấy là nếu như ở bên ngoài ấy, các bạn phải, nếu mà để đạt được một chuyến du lịch của một cái nhãn hàng nào đấy, các bạn doanh số các bạn rất là kinh. Và Trang thấy là một cái chương trình thử thách của công ty đâu đấy từ 3 đến 6 tháng ấy, nếu tổng doanh số của Trang thì Trang chỉ cộng lại thì Trang chỉ thấy là chắc chỉ bằng doanh số của người ta cố gắng ở bên ngoài thôi. Nhưng mà chỉ cần như thế thôi, trong Amway mình chỉ cần thực hiện đúng các cái yêu cầu của công ty đề ra và nghiêm túc thực hiện nó thì mình sẽ đạt được, chứ không phải là công ty kiểu làm khó mình để mình rất ít đi, đúng không ạ? Đó. Rồi đây là chương trình về body key khác, Trang đi về hang én. Và Trang rất là vui trong những chuyến đi này thì Trang hầu như đều có bạn Trà là em ruột Trang đồng hành cùng với Trang. Tức là bạn cũng là một mentor, rồi bạn cũng là một artist star ở Quảng Bình. Và bạn Trà thì bạn lại làm trong thị trường Quảng Bình cả nhà. Và thật sự là nếu cả nhà cứ nghĩ là ở Hà Nội, đúng không? Chúng ta đang ở Hà Nội hoặc là các tỉnh lân cận, ví dụ như Bắc Ninh, Hưng Yên, Bắc Giang, cái thứ này nọ mà chúng ta còn kêu xa, thì các bạn biết là Quảng Bình rất là xa và rất là nghèo. Và mỗi lần các bạn đi học thì các bạn đều phải đi một đêm đi ra Hà Nội, hoặc là đi bay vào Hồ Chí Minh để học tập, nhưng các bạn không từ bỏ một cái buổi học nào đâu. Và chính vì thế mà cái đội nhóm ở trong Quảng Bình mặc dù cũng không có siêu thị, không có một cái gì nhận diện ở trong đấy đâu, nhưng các bạn cũng rất là phát triển. Rồi. Đây là Trang chuyến đi gia đình là số 1, Trang đưa được mẹ mẹ Trang với mẹ chồng Trang đi. Rất là vui cả nhà, các bà rất là vui. Mọi người có thể thấy là đấy, nếu như tuổi trẻ của Trang mình thích ca sĩ Trung Quân Idol chẳng hạn, thì công ty mời những ca sĩ Nguyễn Hưng đấy để tầm phù hợp với tuổi của mẹ đó. Và mình lại được ạ. Đi với Amway thì có đặc sản là pháo hoa, đúng không ạ? Nếu mà bạn nào đi xem pháo hoa đêm giao thừa thì
các bạn có thể thấy là chen nhau 15 phút đúng không? Còn đây mình ngồi bên Vic Lăng Cô, được công ty bắn bên biển, trên bãi bãi biển, 25 phút, rất là đẹp. Rồi Trang đi chuyến EOS đầu tiên là Trang đi Mỹ. Và cũng nói với cả nhà là khi mà Trang làm Amway, Trang là một người tìm hiểu kỹ, và lúc tìm hiểu kỹ thì Trang rất là thận trọng. Nhưng mà khi Trang quyết định làm thì khi mà mình đi ấy, mình bỏ nhiều thời gian rồi, mình hiểu, mình thông rồi ấy, thì Trang làm, Trang tập trung vào Trang làm, và Trang Trang làm, Trang cũng làm rất là cơ bản thôi, cũng chỉ là 3S thôi và 1M thôi, nhưng mà Trang làm nó tập trung. Và cái năm đấy là khi mà Trang quyết định bắt đầu làm, thì lúc đấy bắt đầu có chuyến tưởng thưởng đầu tiên của năm 2019 đúng không ạ? EOS là đi Mỹ, và đây cũng là một động lực, và Trang quyết tâm. Và chính vì thế sau 1 năm rưỡi thì Trang lên founder, Trang lên Platinum, và lên từ đấy đến bây giờ đó. Và Trang Trang đi đầu tiên là Trang đi Mỹ. Và cả nhà đều biết rồi, đi Mỹ, đi còn Los, đi Hawaii, và ở khách sạn 5 sao. Điều này thì thật sự là khác biệt đúng không ạ? Ngày xưa mà Trang đi du lịch nước ngoài thì Trang toàn tự góp tiền đi, và Trang chỉ chọn những khách sạn vừa phải hoặc là ở homestay thôi. Đó. Rồi, đây là cái điều mà đặc biệt mà Trang thích khi đi với Amway á, là làm cho mình thấy được rằng là mình sẽ có những cái gì đấy rất là đặc biệt mà mình ở bên ngoài mình có tiền mình không đi được. Ví dụ như trong chuyến đi này thì tất cả mọi người đến đều đến thăm Trân Châu Cảng, và lên cái tàu chiến là Mitsuri. Thì cái tàu này là mọi người, các đoàn khác á, người ta đến, người ta cũng sẽ được đến đây, nhưng người ta chỉ được check in chụp ảnh ở bên ngoài thôi. Còn đội chúng ta Amway đến thì chúng ta sẽ có cờ hai bên, có thảm đỏ trải, có đội nhạc để họ chào đón. Và có một cái điều đặc biệt là đến cái chị hướng dẫn viên, chị bảo hướng, chị đi hướng dẫn viên 20 năm nay chưa bao giờ đoàn nào có, đấy là chúng ta được mở tiệc ở trên tàu. Đấy là đoàn duy nhất chúng ta được mở tiệc ở trên tàu. Đó. Và hôm đấy cũng là trúng sinh nhật của Trang luôn, là Trang được tổ chức tại Mỹ, và Trang Trang rất là hạnh phúc. Đó. Đây ạ, đi tàu ngầm ở dưới đáy đại dương ạ. Ừ. Và thật sự là điều mà Trang thích nhất đấy là Trang khi mà đi Mỹ, Trang được đến thăm viện nghiên cứu Nutrilite tại Los Angeles. Bản thân Trang là một người cũng là tìm hiểu cũng rất là kỹ về sản phẩm. Và sau đấy thì Trang được đọc cái cuốn Câu chuyện Nutrilite. Cả nhà có thể tìm đọc cuốn này. Thì trong cuốn Câu chuyện Nutrilite thì cả nhà hiểu được con đường của ngài Karen Bo để làm sao để tìm ra và để phát minh ra cái dòng thực phẩm bổ sung đúng không ạ, cho chúng ta dùng đến ngày nay 90 năm. Và ở Los Angeles là cái nơi mà viện nghiên cứu của Nutrilite ở đấy. Và lúc đấy Trang thì Trang rất là muốn đến. Và khi đến thì Trang rất là cảm động khi mà hình ảnh cái bức tượng ngài Karen Bo ngồi ở dưới cái tán cây ấy. Thì đây là hình ảnh mà Trang đọc được trong sách. Đó là cứ buổi chiều thì ngài ra đấy ngồi để ngài đón vitamin D từ ánh mặt trời. Đó, và khi mà mình sang đây thì mình nhìn thấy những hình ảnh này mình rất là xúc động. Và khi mình sang đây thì được tất cả các nhà khoa học của viện nghiên cứu ra chào đón. Và họ giới thiệu cho Trang là biết được những cái quy trình sản xuất của mình từ hạt giống đến thành phẩm như thế nào. Và cả nhà thật sự là mình đã có niềm tin, lúc đấy mình đã có niềm tin dùng sản phẩm rồi. Nhưng mình sang thì mình thấy thực sự là mình rất là may mắn khi mình được biết đến Nutrilite. Đó, sau đó Trang đi chuyến cực đông của một công ty, đúng không ạ? Cả nhà biết là đi cực đông là đi trekking. Trang chia sẻ một chút là đi hang én hay đi cực đông thế đều là đi trekking. Nếu cả nhà bình thường cả nhà chỉ đi trekking ấy thì cả nhà sẽ thấy được rằng là mình chỉ đi rất là vất vả thôi. Nhưng mà đi với Amway rất là hay là sau khi các bạn trekking vất vả thì các bạn sẽ được vào một cái resort 5 sao để các bạn nghỉ ngơi. Và các bạn có biết là cái resort lúc mà bọn Trang được vào đấy là An Lâm Resort, là cái chỗ này rất là đắt đỏ nhất ở chỗ ở Ninh Thuận. Thì cả nhà biết là cái phòng như mà Trang được ở là một đêm 27 triệu. Đó, thì Trang thấy được rằng là mình đấy cũng là chỉ là giảm cân. Chip này chip body key cả nhà. Mình giảm cân thành công, mình lại được đi du lịch. Đó. Rồi Trang đi EOS thứ hai là đi Úc lần. Ừ, đi Úc lần. Đó, và Trang cũng rất là trân quý là vì khi mình làm Amway mình là đối tác. Nên khi mình chỉ cần bước chân xuống sân bay thì người đón mình đầu tiên sẽ là tổng giám đốc. Anh đón và anh tặng quà cho từng nhà phân phối. Và đối với Trang là cái sự tinh tế của Amway nó thể hiện Trang kỹ mà. Không phải cái chuyện là người ta bỏ ra nhiều tiền để người ta tổ chức cho bạn một cái trip. Cái đấy thì dễ. Nhưng mà đối với một cái trip nào đấy thì công ty đều đặt một cái sự gì đấy rất đặc biệt. Ví dụ như mà cái chuyến đi Đài Loan lần đầu tiên ấy, thì đi vào đêm trung thu và bọn Trang được ngồi thưởng trà, ăn bánh trung thu ở ngay cái trà, cái ngôi trà cổ, xin lỗi, cái quán trà cổ nhất Đài Loan năm đấy là hơn 100 tuổi để ngắm ngắm trăng. Thì cái chuyến Úc lần lần này bọn Trang cũng đi sang đấy cũng trúng vào đêm trung thu. Mà cả nhà biết ở một nước xa xôi đúng không, công ty lại tổ chức một cái đêm đón trung thu tại đấy, cũng có bánh trung thu. Mà cả nhà biết để mang được một cái bánh mà đi vào đất nước Úc lần là rất là khó khăn. Vào đấy họ kiểm tra rất là kỹ, chỉ cần một cái gì mà dính tí thịt thôi là
hàng đấy là bị out ra ngoài hết đó. Và công ty rất là dụng tâm khi công ty đã đưa hết toàn bộ bánh trung thu từ Việt Nam sang, và cũng như là tất cả các bạn nhân viên của công ty đều đóng chị Hằng, chú Cuội, cả anh Triều, đúng không ạ, và để gọi là tổ chức tiệc cùng với nhà phân phối. Và đấy là những điều mà Trang rất là thích. Rồi Úc Lần rất là Úc Lần New Zealand rất là đẹp ạ. Trang đi rất nhiều nơi và Trang thấy là nếu mà nói là đẹp nhất thì Trang vẫn nghĩ là không phải tự nhiên dưng người ta bảo là thiên đường nơi hạ giới đó, rất đẹp. Rồi đi với Amway nó có một cái điều hay nữa là gì ạ, giúp cho mình vượt qua chính mình. Đây là một cái trò đi mạo hiểm trên tòa tháp Skywalk 192 mét. Thực sự là lúc lên đây mặc dù mình thấy được dây dợ rất là nhiều nhưng mà rất là sợ, bởi vì cả nhà biết sao ạ, Úc Lần là gọi là City of Wind, tức là thành phố của gió, tức là đứng thôi đứng không vững vì gió nó rất là to, cầm cái dây cũng không cầm được cơ đó. Nhưng mà dần dần mình làm quen với độ cao thì mình cũng rất là thấp, rất là thích. Và lúc đầu lúc mà Trang đi là Trang cứ nghĩ là chắc là Trang không đi được đâu, nhưng mà các anh chị lãnh đạo đi trước cứ bảo là em cứ lên đi chắc chắn sẽ đi được. Và Trang cũng thích rất điều này, rất thích điều này trong Amway, bởi vì sao ạ, bình thường ở bên ngoài thì người ta sẽ cản bạn rất là nhiều, nhưng trong Amway thì các bạn dù là người lạ hay người quen các bạn đều được khuyến khích là các bạn sẽ làm được đó. Đây ạ. Và các bạn cả nhà đều biết được rằng là Amway thì không bao giờ thu nhập không giới hạn và đi du lịch cũng không giới hạn. Amway chỉ đặt ra là bạn đặt cái mục tiêu đấy thì bạn sẽ được đi du lịch, chứ không hề là gì giới hạn năm nay tôi chỉ cho 100 người, 200 người hay 300 người. Chuyến đi Mỹ của Trang là hơn 200 người và chuyến đi Úc Lần này của Trang là hơn 400 người. Đó. Thế nên cả nhà biết là số lượng người trên số lượng người tại Việt Nam thành công bây giờ cũng không hề ít đâu. Nên bản thân của chúng ta chỉ cần quyết tâm và làm theo cái lời sự hướng dẫn của lãnh đạo của mình thôi, chắc chắn cả nhà sẽ đạt được. Đó. Rồi, chuyến đi Úc Lần là 400 người đúng không ạ? Chuyến đi New Zealand chuyến đi Nhật Bản vừa xong là 650 người. Không hề giới hạn. Và Trang được biết là chuyến qualify Paris sắp tới hình như là hơn 700 người. Đó. Nên cả nhà nỗ lực cả nhà nhé. Đó, đây là chuyến đi Nhật Bản. Đó. Đi lần đầu tiên đi du thuyền 5 sao 11 ngày đêm qua 7 thành phố của Nhật và một thành phố của Hàn Quốc. Ừ. Đó. Rất đẹp, lần đầu tiên đến với tuyết. Và tuyết vùng này chắc cũng rất là may, vùng này là vùng tuyết mịn đẹp nhất thế giới. Đó. Là vùng Hokkaido, Sapporo Hokkaido. Bạn nào uống bia đều biết là cái vùng mà Sapporo là cái bia Sapporo rất nổi tiếng đúng không ạ? Đấy đấy. Đấy chính là cái vùng mà tuyết nó rất là đẹp. Ừ. Rồi, công ty thì luôn luôn gì ạ? Phát áo quần. Đây là công ty chuẩn bị cho chúng ta luôn, tặng mỗi nhà phân phối một bộ yukata và chụp những bức ảnh về gia đình rất là đẹp. Và trong chuyến đi này cả nhà nhìn thấy đây là tuyến trên của Trang, hai tuyến trên của Trang, cô Đồng Thúy Dần và anh Tuấn Minh, và đây là hai vợ chồng em ruột Trang luôn, bạn Trà và chồng của bạn ý. Đó, cho nên khi làm Amway thì Trang thấy Trang không phải tạo hy vọng được cho bản thân Trang mà Trang giúp Trà nữa. Đó, chị em với nhau rất là hay đúng không ạ? Rồi nhìn hình ảnh rất là đẹp. Trang nghĩ là rất là đẹp. Đó. Trên du thuyền 5 sao. Và cả nhà đều biết là khi mà bước chân lên du thuyền 5 sao thì chúng ta gì ạ? Là trở thành giới thượng lưu. Chúng ta được chào đón, đây là nghi thức chào đón tại tàu dành cho các cái khách của thuyền trưởng, họ rót tiệc sâm banh để chào đón những cái vị khách như chúng ta. Đó, và đây là các bạn vào đây thì ai nỗ lực cũng như ai thôi, và ai cũng sẽ được. Đó. Rồi mời các ca sĩ nổi tiếng đúng không ạ? Và Trang cũng thích những đêm gala của công ty, tức là không phải chỉ là mời ca sĩ và đứng lên hát các bài cho chúng ta mà luôn luôn có một cái chủ đề gì đấy, và đặc biệt là thường hay có những chủ đề về gia đình đó, và Trang rất thích những chủ đề này. Ừ. Rồi Trang sang đây Trang cũng rất là vui là vì bọn Trang cũng tham gia văn nghệ, Amway cũng có những sân chơi vào đây, cả nhà vui lắm cả nhà, sân chơi người gọi là Amway đạp gió rẽ sóng, và cả nhà nhìn cái ảnh bên phải đây này, đội nhóm đội Trang là giải nhất, nhưng cả nhà bên phải đây là cái người đạo diễn mà đây này, đây là ban giám khảo cùng với anh Triều với chị Uyên, thì đấy chính là đạo diễn Phạm Hoàng Nam đúng không ạ, chồng của gọi là bà trùm hoa hậu, bà chị Phạm Kim Dung. Thì anh Nam này là chuyên chuyên chấm hoa hậu với cả nhà xem cái Miss World hay Miss Universe, thì anh Nam là ban giám khảo, thì Amway cũng mời anh ấy làm ban giám khảo cho chương trình của Amway đó, rất là thích. Rồi đây là chuyến mới nhất Trang vừa đi, và Trang rất là may là Trang đi cùng với anh lãnh đạo Sĩ Tùng, và cũng rất là may là nhờ anh Tùng Trang mới có nhiều ảnh đẹp đó, cảm ơn anh Tùng. Thì đây là chuyến đi mà dành cho nhà phân phối tham gia cộng đồng, tham gia thử thách về xây dựng cộng đồng, tức là vào trong Amway thì mình được học rất là nhiều thứ, cả nhà có kiến thức về chăm sóc sức khỏe, cả nhà có kiến thức về sắc đẹp, cả nhà có kiến thức về kinh doanh, rồi cả nhà được diện công ty mời đào tạo từ Trung Quốc, một học viện rất là lớn ở Trung Quốc đào tạo về việc xây dựng cộng đồng để cho chúng ta bắt kịp với xu thế mới. Nên vào đây cả nhà không bao giờ lo là mình chúng ta bị đi sau đâu, chính ra chúng ta đi ở bên ngoài chúng ta đi sau vì thế giới rất là nhiều, thế giới đi xa rất là nhiều nhưng chúng ta không được cập nhật, nhưng vào đây các bạn cái gì cũng mới, các bạn được học
Học xong rồi các bạn là gì ạ? Các bạn lại được thực hành cái học đấy. Nhưng khi các bạn thực hành tốt thì các bạn được công ty tưởng thưởng đi du lịch. Đó, và chuyến này thì Trang rất là thích là khi đi đi sang Trung Quốc. Anh Tùng thì được đi Trung Quốc nhiều lần rồi, nhưng mà Trang đây là lần đầu tiên Trang đến với Trung Quốc. Đó, và rất là đẹp. Thì đây là cổ trấn, đây là ô trấn. Đây là bạn Thu Hiền, cũng là một founder Platinum tiền giới của Trang, cùng đi với Trang chuyến này. Và bạn cũng là trước là làm, cũng lãnh đạo trong ngân hàng BIDV, và bây giờ bạn cũng toàn thời gian cùng với Amway rồi. Đó, đây là lần này, đây hình ảnh mọi người có thể thấy anh lãnh đạo sĩ Tùng ở đây không ạ? Đó, thì đây là bọn Trang đi được thăm gọi là viện nghiên cứu thực vật ở của Nutrilite tại Vô Tích. Và đây là lần thứ hai đúng không ạ? Trang đến Lốt rồi, và Trang đây là giảng đến Trung Quốc. Và đến đây thì thật sự là rất là wow và rất là đẹp cả nhà. Cái trung tâm nghiên cứu về thực vật của chúng ta ấy, lúc mà đấy bọn Trang đi được nửa ngày, và Trang đi gọi là đi đi nhiều, đi mãi không hết. Nhưng khi ra công ty mới bảo rằng là đây chúng ta chỉ mới đi là gì ạ? Nửa ngày thôi. Còn cái tour chính xác của nó là tour 3 ngày 2 đêm, tức là gì, cái khu đấy rất là rộng và rất là đẹp. Và trong đấy thì gì ạ? Nghiên cứu tất cả những cái giống gọi là cây tốt nhất để đưa vào trồng trọt, để sản xuất ra nguyên liệu cho sản phẩm Nutrilite của chúng ta. Đó. Và cả nhà có thể biết không ạ? Và vào đây thì Trang khi mà các anh chị hỏi, đây đây là toàn cảnh cái của chúng ta. Và đây là cũng Trang cũng rất thích là Trang được ngồi lại tiếp với ngài Karen Bo ở ở Vô Tích. Thì khi Trang vào đây thì mọi người biết là Nutrilite nghiên cứu đầu tiên họ sẽ nghiên cứu từ đất. Đất phải đạt tiêu chuẩn. Cái thứ hai phải nước phải đạt tiêu chuẩn. Cái thứ ba là hạt giống. Và hạt giống bây giờ mọi người biết, mọi người có nghe nói đâu đây, gần đây là mọi người đã nghe nói đến cái chuyện là Nutrilite đưa hạt giống lên vũ trụ đúng không ạ? Nhưng hồi đấy là Trang cũng không biết là người ta đưa lên để làm gì. Và khi sang đấy hỏi thì các nhà khoa học trả lời rằng là hạt giống khi mà họ chịu những các tác nhân không tốt từ môi trường, khắc nghiệt từ môi trường, thì sẽ sẵn cái hạt giống nào nó vẫn tồn tại và phát triển được, thì đấy là một hạt giống rất là tốt. Nếu mà để trồng ở ở ở trong trong cái nông trang này này thì đâu đó phải tầm mất đến 10 20 năm để có những cái biến đổi thay đổi từ khí hậu thì người ta mới lọc được cái giống đấy. Nhưng mà chỉ cần người ta đưa một vòng lên vũ trụ và vòng về, chịu dưới cái áp suất rất là khắc nghiệt, chịu dưới không khí môi trường nó không được được như trái đất, mà cái hạt giống đấy vẫn sinh trưởng và phát triển được, thì đấy là hạt giống cực kỳ tốt. Và đó là lý do vì sao họ đưa lên đấy, để họ tiết kiệm được thời gian nghiên cứu. Và cả nhà biết được là nếu như chúng ta đến với siêu thị, chúng ta nhìn những sản phẩm mới trên tay, thì đấy là hiện tại của Nutrilite. Nhưng khi chúng ta vào trong cái viện nghiên cứu này này, chúng ta nhìn thấy được tương lai của Nutrilite. Bởi vì sao ạ? Những cái họ nghiên cứu bây giờ không phải là để sang năm họ ra sản phẩm mới, mà những sản phẩm này dành cho 20 và 30 năm sau. Cho nên là công ty luôn luôn đi trước thị trường, đi trước người ta 20 đến 30 năm. Nên các bạn yên tâm hoàn toàn kinh doanh, mà các bạn biết là sản phẩm chúng ta rất là sẽ đi đầu xu thế. Cả nhà có thấy là bây giờ chúng ta có sản phẩm vitamin C ấy, đúng không ạ? Hiện tại là sắp ra viên viên mới đấy, nhưng mà cái viên vitamin C đấy thì chúng ta đã bán bao nhiêu ạ? 20 30 năm qua rồi. Và các bạn biết là đấy vẫn là vitamin C tốt nhất trên thị trường. Tức là gì, một sản phẩm người ta nghiên cứu từ 20 30 năm trước, đưa ra thị trường 20 30 năm trước mà đến bây giờ nó vẫn còn giá trị và vẫn là tốt nhất. Thì cả các bạn biết là những cái sản phẩm người ta nghiên cứu từ bây giờ thì 20 30 năm sau như thế nào. Thì bản thân chúng ta nếu là một người kinh doanh đi, người dùng thì đã nói rồi nhá, sản phẩm tốt thì người ta dùng được rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta một người kinh doanh, chúng ta thấy 20 30 năm sau sản phẩm chúng ta vẫn đi đầu xu thế thị trường, thì chúng ta có thể yên tâm để chúng ta hợp tác không ạ? Đó. Đó là lý do mà Trang thấy là khi mà đi sang đây thì Trang Trang cảm thấy là cái niềm tin của chúng mình vào Nutrilite là rất là tuyệt đối. Đó. Cây cối trong đấy rất đẹp luôn. Hình như một số ảnh như anh Tùng chụp hay sao ấy. Đó. Và những cái chuyến đi này là gì ạ? Là công ty hoàn toàn tưởng thưởng và đi du lịch 5 sao hoàn toàn miễn phí. Chúng ta chỉ cần nỗ lực thôi. Bất cứ một chương trình nào thì công ty đều đưa ra tiêu chí rất là rõ ràng. Và Trang cũng thấy rằng là này, trong cái việc làm Amway á, nó khó là khó cái đoạn tìm hiểu ấy cả nhà. Khó là cái đoạn mà chúng ta hiểu được Amway nó tốt ấy, Amway nó ok và chúng ta làm ấy. Giống như khi nãy chị Hiền có nói bạn bạn Tú là tìm hiểu là gì, để có đáng để làm hay không ấy, thì chúng ta mất nhiều thời gian với cái đoạn đấy thôi. Còn khi mà làm mà các bạn tập trung làm những việc cơ bản thì Trang thấy là không khó. Và Trang thời điểm đấy là Trang dành 6 tháng nghiêm túc, Trang tập trung, Trang tìm hiểu. Tức là đi làm cả ngày. Tối đến meeting, trưa thứ bảy chủ nhật nếu có chương trình đào thành công bất cứ đâu xung quanh Hà Nội, nếu ở Hải Phòng, Bắc Giang, Trang đi hết. Và những chương trình mà ở xa như là thành phố Hồ Chí Minh, rồi là đi Thái Lan, Trang đều sắp xếp Trang đi, vì Trang bảo là mình thà mất thời gian trong 6 tháng còn hơn là mình cứ đấy, mình đã từ chối 8 năm rồi mà đúng không ạ? Đó, cho nên là Trang thấy là đi những chương trình đấy thì mọi người sẽ nhìn có cái câu trả lời với mình rất là rõ ràng.
và làm hay không thì tự mình quyết định. Đó. Và mọi người biết rồi, sắp tới thì chúng ta gì ạ? Sắp qualify Pháp đúng không ạ? Trang đang tiến độ đúng không ạ? Và mọi người có thể là sang năm chúng ta sẽ đi Bắc Kinh. Và đeo Diamond Chip thì chúng ta đi La Mã. Amway bây giờ xu thế trong những năm tới sẽ đưa chúng ta đi du lịch là gì? Các cái điểm kỳ quan thế giới. Nếu như ở ngoài các bạn làm kiếm rất là nhiều tiền rồi các bạn ngồi nghĩ một chuyến nào đấy để đi, xong các bạn thuê một công ty du lịch đưa các bạn đi những chuyến rất là bình thường thôi, thì Amway là gì? Những chuyến du lịch rất là chất và người ta đã có lên kế hoạch các bạn rất là rõ ràng rồi. Thì việc các bạn chỉ có làm mỗi đúng một cái việc thôi, các bạn làm Amway tốt, còn tất cả là để Amway lo. Đó, chứ không phải là ví dụ chúng ta ở ngoài chúng ta đã làm việc rất là vất vả rồi, nhưng những cái khác chúng ta cũng để phải lo nữa đúng không ạ? Đó. Và để mà thực sự là có cái sự tìm hiểu này thì Trang thấy rằng là gì? Amway là một ngành kinh doanh mà hợp xu thế và đúng pháp luật. Đúng pháp luật là cái đầu tiên cả nhà nhé. Nhưng mà cái sản phẩm ngành của chúng ta nếu như mà làm ngành kinh doanh mà không hợp xu thế thì chúng ta sẽ đi, chúng ta sẽ rất là lo và sau đấy chúng ta phải tìm cái ngành khác đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta là ngành hợp xu thế. Thứ hai là công ty số 1 thế giới trong ngành. Đó. Và có một cái thông tin nữa là Amway Việt Nam tăng trưởng như vũ bão. Đầu tháng vừa rồi Trang đi học lãnh đạo thì gì ạ? Amway là gì? 7 năm liên tiếp tăng trưởng. Amway Việt Nam 7 năm liên tiếp tăng trưởng. Mà cả nhà có thấy không ạ? Đợt này là Covid đúng không ạ? Sau Covid thì rất nhiều doanh nghiệp phá sản, rất nhiều doanh nghiệp khó khăn, cắt giảm lương, cắt giảm nhân sự. Amway Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trưởng hai con số. Và cả nhà có tin không ạ? Cái chuyến du lịch vừa xong là 650 người á. Mọi người biết một người là 150 triệu, tức là gì? Amway chi gần 100 tỷ cho một chuyến đi du lịch EOS trong giai đoạn sau Covid. Đấy là cũng một điều để cả nhà thấy được rằng là gì? Kinh doanh Amway rất là phát triển và kinh doanh miễn dịch. Hôm nay các bạn làm một cái gì đấy, các bạn đều sẽ lo là gì? Không biết là 3 năm, 5 sau nó như thế nào? Không biết Covid sẽ như thế nào? Sau Covid nó như thế nào? Không phải Covid nó như cô khác đến nữa thì sẽ như thế nào đúng không ạ? Nhưng mà cả nhà biết là 65 năm, Amway tồn tại 65 năm thì bao nhiêu cái gọi là thăng trầm, bao nhiêu cái biến động của thị trường Amway vẫn phát triển tốt. Thì bây giờ trong giai đoạn đại dịch khó khăn như thế này Amway vẫn phát triển tăng trưởng tốt thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm để lựa chọn. Và sản phẩm thì đa dạng chất lượng. Mà chất lượng đấy, chất lượng số 1 thế giới. Mỗi lần Trang OVP với người mới Trang rất là ngại bởi vì nói quá nhiều số 1 luôn. Không biết các bạn có loát kịp trong cái đoạn đầu hay không? Thật sự. Nhưng mà cả nhà đấy trải nghiệm. Ví dụ như Trang chỉ kể một câu chuyện về Nutrilite thôi, cả nhà đều biết được rằng là khi chúng ta đang ngồi chia sẻ những sản phẩm này với khách hàng của chúng ta thì 1.000 nhà khoa học và kỹ sư họ vẫn đang miệt mài nghiên cứu những sản phẩm mới tiếp theo 20 30 năm nữa chúng ta hoạt động ở trong chúng ta kinh doanh được không ạ? Rồi và chúng ta được hướng dẫn bởi hệ thống đúng không ạ? Thu nhập thì công bằng minh bạch và ai cũng có thể thành công được. Và để có những chương trình đấy thì Trang thật sự là Trang cũng không có cái bí kíp gì đâu. Anh Tùng thì chắc chắn làm còn trước Trang và là tiền bối và Trang học hỏi anh rất là nhiều. Thì tất cả các lãnh đạo Trang đi nghe thì họ đều có khuyên một câu là gì ạ? Muốn thành công bạn hãy đi đại hội thành công. Và tất cả các đại hội đều là gì? Giúp cho chúng ta có tầm nhìn quyết định, các bạn tập trung vào cái đấy. Nếu các bạn khi đã hiểu ra rồi, các bạn làm Amway, Trang đang nói thật sự. Khi các bạn làm Amway mà theo một cái hướng mà không có một cái gì vương vấn, vướng mắc ở trong lòng hay trong đầu nữa, thì các bạn làm Amway, các bạn thấy Amway rất là dễ. Còn cái lúc đầu mà chúng ta còn mắc mắc ấy, thì chúng ta sẽ làm cái gì cũng thấy khó luôn. Cho nên là cái việc đầu tiên chúng ta sẽ giải quyết là gì? Chúng ta học tập trước đi ạ. Và đã học tập tốt nhất là đi đại hội thành công. Và thật sự là Trang rất là may mắn đúng không ạ? 20 tháng 9 này thì chúng ta có một cái chương trình đại hội thành công của thầy Phú Hào Kiên, người làm Amway thành công nhất toàn cầu đúng không ạ? Khi sang đại hội Grado 40 năm ấy, Trang hồi đấy Trang không biết gì về Amway, Trang không biết danh hiệu Platinum Diamond là gì đâu ạ. Nhưng Trang chỉ nhớ tuyến trên Trang bảo là tất cả những người trong hội trường này, lúc đấy là 40.000 người, đều là tuyến dưới của thầy. Lúc đấy Trang bảo ồ, từ một con người bình thường tại sao họ có một cái hệ thống lớn như vậy? Và lúc đấy đầu Trang bắt đầu nhảy số. Thì thay vì bây giờ các bạn phải đi sang tận Malai, các bạn Thái Lan để các bạn học tập đúng không ạ? Thì tháng 9 này, 20 tháng 9, thầy về Việt Nam. Và chúng ta hãy cố gắng đăng ký với lãnh đạo vì Trang tin tưởng, tin chắc rằng là cái chương trình này thì vé nó hết rất là nhanh. Bởi vì sao ạ? Cả nhà biết là thầy là người làm Amway thành công nhất trên toàn cầu. Chương trình này là chương trình của công ty và họ chỉ mời những lãnh đạo mà ảnh hưởng rất là lớn đến toàn cầu luôn thì mời thầy của chúng ta. Và nên tất nhiên là chắc chắn là vé sẽ rất là khó kiếm nên chúng ta sẽ đăng ký sớm và chúng ta tham gia chương trình này được không ạ? Và trước mắt để khi mà chờ đến tháng 9 thì nó lâu quá, bởi vì trong quá trình mà Trang đi cái đại hội đấy Trang đi cũng rất là nhiều cái chương trình nhỏ mà Trang kể là ở công ty tổ chức ấy. Thì ngay ngày tuần này luôn đúng không ạ? Ngày 10 13 tháng 7 thứ bảy này thì chúng ta có một chương trình công ty chia sẻ câu chuyện thành công tại thị trường Bắc Giang.
Và đây cũng là một nơi mà gần Hà Nội thôi, thì chúng ta hoàn toàn có thể đi trong ngày về được. Chúng ta sắp xếp đi tham gia chương trình này thì chắc chắn đi qua những chương trình này, những người thành công, Trang chỉ là một người founder Platinum khẳng ngày nhà. Các bạn sẽ gặp Diamond, các bạn sẽ gặp FC, thì các bạn sẽ có tầm nhìn rất là lớn. Và lúc đấy chắc chắn các bạn sẽ hiểu được nhiều hơn về Amway, và lúc đấy các bạn làm Amway một cách dễ dàng hơn. Và Trang cũng xin phép dừng câu chuyện của Trang ở đây. Hẹn gặp tất cả các anh chị và các bạn trong tất cả các đại hội thành công được không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại. Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn chị Quỳnh Trang rất là nhiều ạ. Cả nhà nghe những cái chia sẻ của chị Trang có tuyệt vời không ạ? Vâng ạ. Cả nhà cùng nhau cho một tràng số 2 dài thật dài để cảm ơn chị Quỳnh Trang với những cái chia sẻ từ vị lãnh đạo Founder Platinum của chúng ta.